Ok các bác, thì đây là cái video giữa con G8 và con A9 5G nhé. Thì con G8 của em bây giờ đã là con G8 khác rồi, không phải là con G8 mà cái clip giữa con G8 S và con G8 thường đâu. Tại vì con G8 đấy các bác bảo là cái con đấy nó bị sức cam ấy, thực ra thì nó không sức đâu, nhưng mà hiểu sao nó cho cái hình ảnh nó bị khúc xạ ánh sáng, nó bị kiểu vớ vẩn lắm. Đây. Thì như cái trên màn hình em thấy con G8 thường ấy cho cái màu nó gần với thực tế hơn, con A9 thì nó rực hơn rất là nhiều. Đó, có thể thấy. Rồi. Sẽ cho cái bông hoa màu tím như thế nào nhé. Đây. Đó. Thì cái con G8 nó cho cái màu nó gần với thực tế hơn một chút. Con A90 thì nó hơi rực thật sự. Tuy nhiên thì đây là cái màu của màn hình thôi, chứ còn khi mà đưa ra thực tế thì chưa biết thế nào. Rồi, em sẽ thử chạy tí nhá. 1, 2, 3, chạy nào. Rồi, chạy thế nào. Đội chung đụng hai con thế nào. Như trên màn hình thì em thấy là cái con G8 nó chung đụng tốt hơn rất là nhiều. Rồi. Ây da, mệt các bạn. Từ sáng giờ cầm 4 con, 5 con máy chạy đi chạy lại mệt quá. À, thử xem cái bông hoa ở đây xem thế nào. Đó. Ok. Rồi, đi vào trong cái vườn kia có nhiều bông hoa, nó nhiều màu khác nhau tí. Đây. Ôi, trong vườn này thì hết Tết rồi các bạn, bây giờ là 15-16 Tết rồi. Hôm nay em mới về nhà các bạn. Đó. Ôi, thấy hai con này đều bệt như nhau, đều gần như không lấy nét được cái bông hoa các bạn. Không biết được tại sao. Rồi, ok, đấy thôi. Xem bên này tí nữa. Đó, ôi, cái con G8 thì nó gần như cháy sáng hết các bạn. Con A90 cũng gần cháy. Rồi ok, thế thôi. Rồi ok các bác, thì đây là cái video giữa con G8 và con A90 5G. Thì trời bây giờ nó tầm khoảng 5-6 giờ tối rồi, nó cũng hơi tối rồi. Nó không phải là sáng hẳn. Chứ là cái con, em cảm giác là con LG nhà mình nó khi mà đến cái trời tối ấy thì cái cặp trước của nó rất là cùi luôn. Đủ sáng thì còn đỡ, chứ đến lúc mà nó tối tối tí là nó rất là bệt và nó kém chi tiết hẳn luôn đấy. Các bạn thấy đấy. Cái con A90 thì nó đang hiện tại đang rất là sáng. Đó. Em sẽ chạy tí nhá. Chạy nào. Chạy thôi. Rồi, thử cái mấy cái bông hoa này xem thế nào. Đây. Các bạn thấy này. Đó. Yeah. Có nhiều con ong quá các ơi. Nghe nó vi vu ở quanh đầu ấy. Rồi ok, thế thôi. Cái con G8 thật sự là nó, cảm giác nó mờ hơn. Rồi, ok, thế thôi. Rồi ok các bác, thì đây là cái video giữa con G8 thường nhé và con A90 5G. Thì hai con này đang giá đang ngang bằng nhau đấy. Một con của Samsung, một con của LG. Thì cảm giác như cái con Samsung nó vẫn cho cái màu sắc nó tươi tắn hơn, còn độ chi tiết thì em thấy nó cũng vẻ hơn đấy. Cứ đi tiếp đi xem thế nào, xem mấy cái bụi cây đen xì lì kia xem thế nào. Ở ngoài đang là rất là ồn các bác nhé, đó rất là ồn ơi, cho nên là các bác cũng không biết nghe rõ không, cũng một phần để test một cái mic thu âm xem nó thế nào mà. Đấy, cái màu sắc này các bác có thể thấy này. Màu sắc thì con Samsung nó cho cái màu sắc nó rực hơn rất là nhiều. Cái màu trong thực tế nó không thể xanh như thế được đâu. Tuy nhiên thì con G8 thì lại không, nó lại tối quá. Nghĩa là nó không, nó nhạt nhòa quá. Thực ra màu nó sẽ xanh hơn một chút. Đây. Đó. Đây bắt nét được như này cơ mà. Này con Quỳnh cũng bắt nét được đâu. Được rồi, ok. Thế là khá ổn rồi. Rồi em thử chạy xem chống đụng hai cái này buổi đêm xem thế nào nhá.
Rồi ok, chạy nào, 1, 2, 3. Rồi, sẽ lại cái bông hoa lúc nãy. Rồi, đấy các bạn có thể thấy này, bông hoa nó phải bắt nét được luôn chứ, con Quỳnh thì không hiểu sao không bắt nét được. Đó. Màu sắc con G8 vẫn cho nhẻ ngon hơn các bạn. Đấy. Thì nó hơi giật giật chút xíu thôi. Rồi, đi lại cái bông hoa màu đỏ cái nữa thôi. Đó. Rồi ok, chuyển sang cắt trước nha. Rồi ok các bác, thì đây là cái cam trước giữa con G8 thường và cái con A90 5G. Thì hai con này đều chỉ có lên đến full cut D 30 fps thôi, không lên được cao hơn nữa. Đây, gần lại một chút xíu nhá. Đó, thì con con Samsung ấy đã cho màu nó vàng trang trảo luôn. Vàng hơn thực tế rất là nhiều. Thực sự là cái này ai mà dùng Samsung thì các bác cũng chắc cũng hiểu. Thì lúc nó vàng kinh khủng luôn. Thế nhưng chỗ này thì con G8 này vàng hơn. đây là cái cây đằng sau này. Thì cái cây ấy, cái con A90 vẫn cho cái chi tiết nó tốt hơn. Con G8 về buổi đêm, ban đêm hơi kém các bạn. Nhất là về cái cam trước. Rồi. Mấy cái rung thì em không test đâu, cam trước không test đâu. Tại vì cam trước thì rung nó không quan trọng mấy. Đó các bạn thấy nhé. Tuy nhiên này con A90 cũng khá là bền. Tuy nhiên nó vẫn tách bạch hơn là cái con G8. Đó. Rồi. Ok, thế là đủ rồi các bạn.